Ơi, bạn Mũi làm gì đó con? Bạn Mũi ơi, à có mấy bao. Con chào tạm, ủa con chào các bạn đi. Mẹ có cái này nè, hay lắm, vô đây mẹ cho Mũi xem này nè, hay lắm, vui lắm. À, mình vô mình xem mình chơi nha. Bạn Mũi ơi, mẹ có cái chuẩn bị một cái thau nước nè. Bạn Mũi biết mẹ làm gì không? Làm đâu hai con cá bơi Đúng rồi, đây mẹ có hai con cá cho con nè. con là màu hồng Rồi con thả vô đi ngồi đó, cá nó bơi các bạn ơi, con cá bơi nè các bạn. Anh hai một con, muội một con nha. Anh hai màu tím còn muội màu hồng. Muội rất thích màu hồng mà sao con màu hồng nó bơi mạnh nè, còn con màu tím của anh hai sao không thấy bơi vậy hết. Ý mình đi vô nhà đi, mình bê vô nhà đi cho thấy rõ nha con. Ở ngoài này nắng quá, để mẹ bê cho. Bạn Mũi ơi, cá bạn Mũi bơi dữ quá, còn cá anh hai sao không thấy bơi gì hết. Cá anh hai bơi yếu, cá anh hai chắc hết pin rồi đó. Mũi có thích cá không? Con quay đầu con cá không vậy Các bạn ơi, đây là đồ chơi cá bơi được luôn nha. Cá bơi được trong nước nè. Các bạn có thể mua về thả trong cái hồ cá đó. Nhà bạn nào có hồ cá thì mình mua thả trong hồ cá chơi ha con. Mùi thích không? Mùi có thích không con? Thả từng con vô nha mùi nha. Cá của anh hai màu, màu tím, có cái đuôi màu gì mùi? Có cái đuôi màu cam, đúng rồi. Đây cá anh hai bơi, thả vô nước nó mới bơi nha, lạ lắm. Thả vô nước nó bơi mà cháy đèn nữa nè. Cá anh hai yếu pin hay sao bơi yếu à? Và cá bằng mùi màu, màu hồng, có cái đuôi màu, màu xanh lá cây. có cái đuôi cá mà sao cá không bơi mạnh này nha. Đó, thả vào nước là cá bơi dễ thương quá à. Cái này Đây mình trời có, ơi. mình thả vô cái hồ cá đó, bằng mũi thả vô cái hồ cá bằng kính á là bơi đẹp lắm luôn á, mà bơi là sợ hết pin. Nó dễ thương à, cá mũi bơi dễ thương quá, cá anh hai bơi chút xìu à, cá anh hai bơi thiệt chậm luôn. Các bạn ơi, hai chú cá rất dễ thương, cá muội và cá anh hai. Bạn muội thích không? Thích quá các bạn ơi, bạn muội thích quá. Có gì để nói với các bạn không? Bạn muội nói với các bạn cái gì nè? Các bạn ơi, nhớ mua hai con cá này về đã bỏ trong hồ nước nó mới bơi được nha các bạn. Đúng rồi, cá bỏ vô hồ nước nó mới bơi được. Các bạn ơi, lấy con cá lên là chút xíu là nó tắt liền à. Nó mới bơi, mà thả dưới nước thì nó bơi. Đây, tắt luôn thấy không? Tắt đèn, tắt nước. Thả xuống là bắt đầu nó bơi, nó cháy đèn, nó bơi. Cá bạn mùi cũng vậy đó. Nè, bắt cá lên. Bơi chút xíu nữa là hết, thấy không? Mà sao thả vô nước, bắt đầu nó tự động nó bơi. Hay quá em mùi. Mùi thả vô nước là nó tự động nó bơi à. Lấy lên là nó hết. Đó, lấy lên là nó hết. Thả vô thì cháy đèn, nó bơi luôn. Cá ông bụi bơi dễ thương quá, cá anh hai bơi chậm thiệt là chậm luôn á. Vui quá. Bạn mũi thích không? Thích thì nói sao với mẹ nè, mẹ mua cho mũi, mũi làm sao? Cảm ơn mẹ. Wow. Ai cho con mua đồ chơi hay là mua bánh gì cho con làm cái gì á, làm gì cho con á thì con Bà phải cắm. cảm ơn mẹ. Phải cảm ơn, đúng rồi, phải biết cảm ơn. Lấy lên là nó không cháy đèn, không vẫy đuôi bơi phải không? Thả xuống nước thì nó cháy đèn, nó vẫy đuôi nó bơi ha. Dễ thương quá, cá hồng mùi dễ thương quá. Lấy cá anh hai lên đi, cho cá anh hai. Rồi, thả cá anh hai xuống cho cá anh hai vẫy đuôi bơi nè. Đó, cá anh hai bơi thiệt là nhẹ luôn. Cá anh hai là cá cảnh bơi thiệt là nhẹ, còn cá mùi đói bụng hay sao bơi đi kiếm ăn, bơi rẹt 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 rẹt. Phải không mùi? Bạn mùi có thích hai cá này không? Thích bộ cá hồng mà không thích con cá tím của anh hai hả? Thích chứ. Thích chứ. Cho anh hai con nhớ nha. Một lát mẹ cho muội tắm với hai cá này, mày thích không? Mày thích không con? Con thích tắm hai con cá này đó. Đúng rồi, rồi thôi chào tạm biệt các bạn đi. Trò Con chơi. xả nướng này nó có nước.
quá trời luôn. Rồi con chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn nha, bye. Các bạn ơi, trò chơi với hai con cá bơi được trong nước của bạn muội đến đây là hết rồi. Bye bye các bạn. Rồi con lấy lên cái nó hết bơi thấy không? Hết trái đèn rồi, con thả xuống đi, thả xuống, thả cá màu hồng xuống. Ồ. Bơi trái đèn nó vẫy đuôi nó bơi ha. Cá hồng của bạn muội mạnh ghê luôn á, khỏe quá, bơi khỏe ghê. Cá của thằng hai hốt viêm hay sao đó, nó không ngậm đuôi, nó bơi đi á. Cá anh hai chắc gần hết pin rồi. Wow, rồi hai cá hết bơi, con thả xuống, thả xuống cho hai cá cùng bơi một lúc nè. Đó. Oh, dễ thương quá.